Mệt quá mẹ ơi, đi chơi nhiều mệt quá. Đã bảo về sớm rồi mà cứ kéo. Mệt quá, con này ra. Con khát nước quá mẹ ơi, con sắp héo tàn, héo lụi rồi. Tấm, vào lấy cho mẹ thùng sữa mới mua, nhanh. Nóng quá. Nước tới đây, tới đây. Dạ, con đi ngay ạ. Nóng quá. Nước có giờ đây, từ từ. Của gì đây ạ? Con gái vàng, gái ngọc của mẹ. Con ý, là mẹ luôn dành những điều tốt đẹp nhất, biết chưa? Nhìn đây này, sữa Cool tươi vui, mới đấy, thích không? Qua, wow, sữa Cool mới, trông ngon quá gì ạ? Chưa xào nữa, gì mà con, cái gì mới với xịn gì đâu có bỏ qua. Đưa đây, đủ rồi. Gì phải, tậu ngay luôn. Là trời, sữa tươi ngon quá. Đúng là sữa Cool tươi vui luôn vui tươi. Để mẹ nói cho mà nghe, ở đất nước Úc xa xôi, người ta chăn bò thả bò ở trên cánh đồng bao la bạc ngàn luôn. Có cánh đồng thảo nguyên xanh rờn, ở đó nông dân người ta nuôi rất là nhiều bò sữa. Con bò đen trắng. Nhờ ăn cỏ tự nhiên và được chăm sóc kỹ lưỡng nên bò cho nguồn sữa ngon. Rồi nguồn sữa tươi 100% ở Úc đó được cấp đông rồi vận chuyển về Việt Nam, sản xuất và đóng gói. Này, đặc biệt, hoàn toàn không sử dụng sữa bột nha. Ôi mẹ yêu của con, cái gì nó tốt, nó bổ là mẹ dành hết cho con. Thôi, để con mang đi cất. Mẹ cứ ở đây đợi con. Con cám này chỉ giỏi nịnh thôi. Cất cho kỹ vào đi nha, kẻo chuột nó uống mất. Dạ. Dì ơi, sữa ngon thế, dì cho con xin một hộp được không ạ? Đây, dì cho một hộp. Uống xong nạp thêm dinh dưỡng, để phụ dì làm việc ngoài đồng nghe chưa? Dạ. Mẹ ơi, con cất sữa xong rồi. Thế à? Chị tắm uống xong rồi thì để đây, đi ra đồng làm. Nhanh lên. Đi nhanh lên, mày uống sữa ngập mồm mà còn đi chậm thế hả con? Này, hôm nay ấy, mày phải ở đây nhặt hết cỏ, bắt hết sâu về cho mẹ nghe chưa? Đúng rồi. Không làm xong ý, thì liễu hồn. Đó, đi lên kia, ở kia có sâu kìa. Nhanh lên nào. Cỏ nữa, trên kia kìa, soi kỹ mà mới thấy. Phía sau nữa này. Làm ăn chán quá. Đằng này, mà không được, đằng kia kìa, nhiều cỏ. Ui, con sâu to tướng kìa, ngay chỗ này nữa. Ui, ngứa mắt cái mồng quá đi. Loa loa loa, hoàng thượng tuyển vợ. Loa loa loa, nhanh lên. Loa loa, hoàng thượng tuyển vợ. Mẹ ơi. Loa loa loa. Cái gì tuyển vợ? Loa 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 loa, hoàng thượng tổ chức cuộc thi tuyển vợ, tất cả thôn nữ đều có thể tham gia. Loa 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 loa. Tuyển vợ, thế là con sắp được làm hoàng hậu rồi. Con gái mẹ. Nhưng mà con không muốn chị tắm đi đâu. Lo gì, mẹ có cách. Con về chuẩn bị đồ đi dự thi đây dì ơi. Mẹ ơi, túm lại, ngăn chị tắm lại. Con kia. Đợi con với. Không biết năm nay hoàng thượng có lấy được vợ không nhỉ? Còn không biết nữa. Cái danh sách này không ăn thua, toàn người không khả thi thôi. Hoàng hậu, hoàng hậu. Con chào dì, em ạ. Dì với em cám, đến muộn thế à? Ê! Nó vượt mặt mẹ. Mày biết tại tao. Lại đây. Khôn hồn thì về nhà ngay. Ở đây mày định tán ai? Hả? Tao cho mày 3 giây để mày về. Không thì mày chết với tao. Cái mặt, một, cái mặt. 1, 2. Ê, ê, đây là cái chốn công đường. Chúng mày làm nhăn làm quậy ở đây à? Không chuẩn bị vào thi đi. Đừng dở thói côn đồ ở đây nhá. Dạ. Biết nhời. Mày nhá, mày liệu hồn không, tao bóp mày như bóp con ruồi nhá. Biết chưa? Mày nghĩ mày có thể làm hoàng hậu được sao? No, never. Ta cũng muốn có hoàng thượng. Ba ngươi hãy tự lượng sức mà hãy ra về đi. Làm sao có thể đấu lại ta? Vậy thì 4 người chắc là đủ nhỉ. Bà già thế này mà cũng đòi lấy chồng ư? Thời đại 4.0 rồi, phấn son đánh lên là mặt trẻ như gái 18 ấy mà. 4.0 gì mà. Bà
muốn trẻ như gái 18 phải không? Để con. Mày trang điểm cho bà, xinh lên nha. Bà yên tâm, còn trẻ hơn gái 18 nữa. Chân 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 chân. Sao mặt bà nhăn nhó như vậy gió thế? Giãn cơ mặt ra xem nào. Thoải mái lên. Đã bảo rồi, giãn cơ mặt ra. Đúng rồi, chu môi lên. Đẹp rồi đó bà. Quả này á, bà mà là số 2, không mới là số 1 đó bà. Thật ra đã đến giờ lành rồi. Tất cả vào vị trí. Xếp hàng vào. Đừng có chèn lấn xô đẩy nha. Trông cũng được của nó đấy. Ái chà chà. Ôi dồi ôi, con mẹ này xấu quá. Lính đâu? Đưa đi đi. Kìa. Thấy là mẹ con mình đại được một đối thủ rồi đấy. Đúng rồi, còn hai đứa nữa. Còn tất cả các ngươi đi theo ta. Ở phần chơi này, trên đầu của các ngươi sẽ có chiếc mũ bột mì. Còn trên đường đi có những chướng ngại vật. Việc của mỗi người là thu thập thật nhiều sữa cun và không được làm đổ bột mì. Khi tên lính đỏ đếm từ 1 tới 3 thì các ngươi phải đứng im. Ai sai luật sẽ bị loại luôn. Phần thi bắt đầu. Tới luôn mẹ. 1, 2, 3. Để ta xem, chúng mày cứ liệu đấy. Mẹ ơi, nghĩ cách gì đi. Nghề của mẹ mà. Là đứa nào dám? Là tao đấy. Thì sao? Búp bê, loại, tự giác. Các người nhớ đấy. Gì cái gì mà gì? Shh, im mồm vào. Lấy đường rồi. Phải cẩn thận mới được. Lợi hại đấy. Chuyện mẹ của mày mà Lý. Mẹ chị Tám sắp tới đích rồi kìa. Nghĩ cách đi. Sao không đứa nào cử động vậy? Chúng mày đơ hết rồi à? 1, 2. Cảm tin mẹ không? Không tin mẹ thì tin ma. Mẹ làm thật à? Ừ, có 3 giây thôi con. Ồ, thế là hai mẹ con nhà ngươi thua rồi nha. Cái gì? Thua đâu mà thua? Chạm đít rồi kìa. Nhìn đây này, tay tôi chạm đít rồi. Mà tay tôi chạm vào chân con gái tôi cũng tính là chạm đít rồi. Này, đây gọi là dây chuyền đấy, hiểu chưa? Thế bột mì trên đầu hai mẹ con ngươi đâu? What? Đây, bột mì đấy. Có rơi hạt nào đâu. Hai mẹ con nhà mày ăn gian à? Gian nào, gian lận nào? Ông nha, ông chỉ bảo là không được làm rớt bột mì ra, chứ ông có bảo là không được cất bột mì đâu. Hai mẹ con ngươi nhớ mặt ta đấy. Đưa đây ta kiểm tra sữa của hai mẹ con ngươi. Quán Chú Trí Đủ. Còn tôi cũng thu được 3 lốc sữa. Giờ thì các ngươi cầm sữa này đến gặp hoàng thượng. Vì hoàng thượng rất thích uống sữa cun. Ai có nhiều sữa hơn sẽ được lợi thế. Quá, đi thôi. Có ai không? Cho tôi xin ít đồ ăn với. Tôi đói quá. Hoàng thượng sắp thuộc về con rồi. Cho tôi ăn. Con mà là hoàng hậu sẽ không bao giờ cho mấy thằng ăn xin này xuất hiện. Xin với giả mướn. Đi nhanh lên. Đau quá. Mình sắp có cơ hội làm hoàng hậu rồi. Có ai không? Cứu tôi với. Anh gì ơi, ngồi dậy đã. Anh sao vậy?
Ờ, cái kia cho tôi được không? Tôi đói quá. Anh đói à? Ờ. Nhưng mà mình cần có chỗ sữa này mới có cơ hội làm hoàng hậu, cứu giúp mọi người. Thôi, ta cho anh này, sống tốt nhé. Cảm ơn cô, cảm ơn. Chúc cô sớm gặp được may mắn nha. Thôi, ta đi trước đây, bye bye. À, còn cho sữa à? Mẹ, lên. Mình phải làm việc tốt mỗi ngày, chia sẻ yêu thương thì mình sẽ nhận được điều này, đẹp. Mày vừa làm việc tốt phải không? Đưa đây, bỏ ra. Trả đây, của chị mà Cam. Lượn ra. Mày thích ư không? Mẹ, lên. Đưa nốt đây. Của ta mà. Này thì ta, mày nữa. Thôi, đi gặp anh Hoàng thôi mẹ. Này, hai mẹ con, trả sữa lại cho người ta. Thôi cô, ta không cần sữa nữa đâu. Cô hãy mau đi gặp Hoàng thượng đi. Người tốt như cô sẽ gặp được nhiều may mắn. Thôi được rồi, ta đi nhé. Hello anh thái giám. Nhanh đấy, mẹ con tôi mà lị. Anh thái giám, anh Hoàng đâu rồi? Các người cứ bình tĩnh, Hoàng thượng sắp đến rồi. Không còn sữa thì làm gì có cửa đối với mẹ con tao. Đúng rồi. Dì với em cảm thật là quá đáng. Tao thích thế đấy. Rồi sao? Mùi gì mà thối quá mẹ. Thằng ăn xin này, mày tới đây làm gì? Định mách lẻo à? Mày mách được ai? Liễu Hồn. Đi về chỗ cũ. Hoàng thượng, hoàng thượng. Dạ, mời ngài vào ạ. Tên ăn mày đấy. Là hoàng thượng. Toan rồi. Con đạp nó hai phát ý. Hoàng thượng, sao ăn mặc kỳ cục vậy? Chuyện nó dài lắm. Thôi, ngài chọn vợ đi. Đây là tất cả những người chiến thắng trong cuộc chơi đấy. Anh ơi, sữa đây này, sữa cuốn đó. Cô ta như em vậy. Nè ngồi đây. Ta quyết định rồi. Ta sẽ lấy tấm làm vợ. Không đúng. Sao bảo ai lấy được nhiều sữa hơn sẽ được làm hoàng hậu cơ mà. Đúng rồi, làm vua phải giữ lời chứ. Em có cả một bầu trời sữa luôn. Các người cũng xứng ư? Muốn làm hoàng hậu phải có tấm lòng nhân hậu như cô ấy này, chứ không tham lam ích kỷ như hai mẹ con các người. Em đâu có đâu. Người đâu, mau áp giải hai mẹ con nhà này vào đại lao cho ta. Cô làm gì đâu? Hoàng thượng ơi, xin người hãy tha cho hai mẹ con họ. Đúng rồi, tha đi. Mẹ con tôi hứa sẽ làm việc tốt suốt cuộc đời mỗi ngày để sám hối. Xin thề. Xin thề. Xin thề. Thôi được rồi, ta sẽ nghe lời nàng, tha cho họ. Mẹ ơi, tha rồi, đi về nhanh không đổi ý. Đi về nha. Về đây, tạm biệt. Trả sữa cuốn lại đây cho ta. Thôi chàng ơi, chia sẻ cho họ đi. Ở đây còn nhiều mà. Từ giờ thiếp phải luôn uống sữa cuốn hàng ngày để luôn tươi vui. Sữa ngon quá nàng nhỉ.